Nội thất Sơn Đông xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, nếu quý khách hỏi tôi rằng bộ bàn ghế nào đang được bán chạy nhất thị trường hiện nay, tôi xin khẳng khái thưa rằng đó là bộ bàn ghế hoàng gia. Bộ bàn ghế này không hẳn là hiếm, nhưng không phải tìm nơi nào cũng có. Để minh chứng cho lời nói trên, tôi xin kính mời quý khách cùng xem qua hết đoạn video này. Bộ bàn ghế trên được chế tác từ 100% gỗ gỗ đỏ và bao gồm 10 món: một bàn, một đoạn, 4 cái đơn và 4 cái đôn. Đầu tiên, tôi xin đưa mọi người xem qua chi tiết của chiếc đoạn dài. Đoạn có kích thước dài 2m2, lòng sâu 60cm và chiều cao cực kỳ ấn tượng 1m3. Bộ salon gỗ đỏ hoàng gia được chế tác từ 100% gỗ gỗ đỏ tự nhiên với thiết kế phong cách hoàng gia cổ điển. Bộ salon gỗ đỏ hoàng gia mang một vẻ đẹp riêng biệt không lẫn vào đâu được. Đỉnh ghế chạm hoa hồng, với lưng và tay ghế cách điệu trông như chiếc vương miện độc đáo, đẹp mắt. Từng đường nét chạm trổ sắc nét trên nền gỗ đỏ tự nhiên tạo nên vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng cho bộ bàn ghế. Như trên màn hình quý vị thấy, bản gỗ có lưng dựa rất dày, có chiều dày lên đến 6,5cm. Thêm vào đó, màu gỗ tự nhiên trầm ấm cùng vân gỗ hài hòa của bộ salon gỗ giúp cho gian phòng khách nhà bạn ấm áp, sang trọng hơn rất nhiều. Kế tiếp là chiếc bàn trà. Bàn trà không được chúng tôi chú trọng quá nhiều về mặt điêu khắc mà chỉ chủ yếu tập trung vào vẻ đẹp của phần gỗ. Bàn có chiều dài 1m4, chiều ngang 68cm và chiều cao 56cm. Bốn chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế này như bốn chiếc ngai vàng chễm chệ. Ghế đơn có kích thước khá rộng, chiều ngang 80cm, lòng sâu 60cm và cao 1m23. Với tay nghề của những người thợ tài hoa, những chi tiết tinh xảo của bộ bàn ghế hoàng gia được chạm khắc đầy tính thẩm mỹ, mang lại sự quý tộc cho gia chủ. Các hình hoa văn được uốn lượn cầu kỳ để thể hiện sự yêu cầu cao cấp của những đại gia. Mỗi một mặt ghế đó cũng là sự kỳ công, bởi các mặt ghế đó là những tấm gỗ nguyên khối, không chắp ghép. Và đây cũng là hai sản phẩm cuối cùng của bộ bàn ghế: hai đôn ngồi. Đôn ngồi có kích thước vuông vắn 37cm, chiều ngang và rộng cũng 37cm. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, mọi người hãy liên hệ với tôi vào số điện thoại bên dưới màn hình. Còn bây giờ, video của tôi cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau.